Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Đây là kênh dạy học miễn phí giúp các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy đồng hành với các em lớp 12 để hỗ trợ các em sửa bài tập của bài số 2 tích phân. Bài 2 tích phân, bài tập 5B, trang 113. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em hiểu cách phân tích hàm số hữu tỉ thành tổng để tìm nguyên hàm để tính tích phân. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài 5B, tính tích phân y bằng tích phân từ 0 đến 1/2 của x mũ 3 trừ 1 trên x bình phương trừ 1 nhân dx. Các em thấy hàm số hữu tỉ ở dưới dấu tích phân có bậc ở tử là bậc 3, bậc ở mẫu là bậc 2. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện một phép chia tử cho mẫu. Tuy nhiên ở bài này, x mũ 3 trừ 1 có dạng x mũ 3 trừ 1 mũ 3 là một hàng đẳng thức. X bình phương trừ 1 là x bình phương trừ 1 bình phương cũng là một hàng đẳng thức. Từ đó chúng ta phân tích hàng đẳng thức để chúng ta phân tích hàm số hữu tỉ này thành tổng. Từ đó để tìm nguyên hàm, sau đó chúng ta tính tích phân. Bây giờ thầy vào sửa bài tập. Tích phân từ 0 đến 1/2 của x mũ 3 trừ 1 trên x bình phương trừ 1 nhân dx bằng. Bằng tích phân từ 0 đến 1/2, hàm số dưới dấu tích phân x mũ 3 trừ 1 trên x bình phương trừ 1, chúng ta áp dụng hàng đẳng thức x mũ 3 trừ 1 mũ 3 bằng x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1. Ở mẫu x bình phương trừ 1 bằng x trừ 1 nhân x cộng 1. Như vậy chúng ta đã phân tích xong hàm số dưới dấu tích phân để chúng ta tiếp tục thực hiện một phép chia tử cho mẫu. Bằng tích phân từ 0 đến 1/2, chúng ta giảm ước x trừ 1 cho x trừ 1 thì hàm số dưới dấu tích phân bằng x bình phương cộng x cộng 1 trên x cộng 1. X bình phương cộng x ta nhóm x ra làm nhân tử chung nhân với x cộng 1 cộng với 1 trên x cộng 1. Như vậy nó bằng tích phân từ 0 đến 1/2 của x nhân với x cộng 1 cộng 1 trên x cộng 1 dx bằng tiếp. Bằng tích phân từ 0 đến 1/2, chúng ta thực hiện phép chia tự cho mẫu của hàm số dưới dấu tích phân như sau. X nhân với x cộng 1 chia cho x cộng 1 ta được kết quả bằng x cộng với 1 trên x cộng 1. Vậy kết quả bằng tích phân từ 0 đến 1/2 của x cộng với x chia cho x cộng 1 nhân dx bằng tiếp. Nguyên hàm của x bằng x bình phương trên 2. Nguyên hàm của 1 trên x cộng 1 bằng Lenepe trị tuyệt đối của x cộng 1. Lấy cận từ 0 đến 1/2. Áp dụng công thức bằng f 1/2 trừ f 0. Để ta tính giá trị của tích phân này. F 1/2 ta tính được là bằng 1/2 bình phương trên 2 là bằng 1/8 cộng với Lenepe của 1/2 cộng với 1. Tức là cộng với Lenepe của 3/2. Thay 0 vào chúng ta được 0 và Lenepe của 1 cũng bằng 0. Về kết quả bằng 1/8 cộng với Lenepe của 3/2. Như vậy qua bài tập này các em lưu ý, nếu tích phân của một hàm số hữu tỉ có bậc ở tử lớn hơn bậc ở mẫu thì chúng ta thực hiện một phép chia tử cho mẫu. Tuy nhiên những bài toán như bài này thì chúng ta thực hiện phép chia thông qua phân tích hàng đẳng thức. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức GSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.
Chào tạm biệt các em.